Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Luật sư Trần Quốc Thuận hỏi vì sao Đại hội 13 không sửa điều lệ. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định không sửa điều lệ Đảng, trong khi cho phép ông Tổng Bí thư có 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Liệu điều này có hợp lệ hay trái pháp luật? Đây là băn khoăn của một nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã bày tỏ với đài BBC tiếng Việt trong phần trao đổi ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu hôm 9 tháng 2 năm 2021. Một trong những điều mà Đại hội 13 và nhiều người bức xúc và cá nhân tôi cũng rất bức xúc. Đọc điều lệ Đảng thì thấy chữ nghĩa viết rất chặt chẽ, người ta vẫn dùng chữ như là văn bia, nhưng mà bây giờ lại cơ cấu bố trí nhân sự như thế. Từ Sài Gòn, luật sư Trần Quốc Thuận đã nói trên đài BBC khi được hỏi về việc đại hội có Tổng Bí thư được bầu đảm nhiệm 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Đây là hình ảnh các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên họp chủ bị vào ngày 25 tháng 1. Ông nói tiếp, tôi không đi vào trường hợp đặc biệt cụ thể cá nhân nào, nhưng tôi đã nói thẳng với người có trách nhiệm, có thẩm quyền rằng việc bầu cử như thế là trái với điều lệ Đảng, là một chuyện rất không bình thường. Tôi theo dõi đại hội, tôi theo dõi đồng chí Tổng Bí thư gặp gỡ, trao đổi với báo chí, tôi không thấy có một lời nào giải thích cả. Căn cứ vào điều lệ Đảng, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên, tôi kiến nghị với Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam phải có một văn bản chính thức trả lời công khai trên báo chí, truyền thông. Tại sao lại có câu chuyện cơ cấu rồi thông qua nhân sự cấp cao như thế? Trong khi điều lệ Đảng chắc chắn nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng phải tuân thủ nghiêm túc điều lệ Đảng, và trong điều lệ đó thì Đại hội 11 không có sửa điều lệ. Và câu người ta chốt lại cuối cùng là chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc mới có quyền sửa đổi điều lệ của Đảng. Nhưng bây giờ lại trên ngang như thế, làm như thế thì tôi thấy điều hết sức không bình thường. Nếu như thế, sau này ai muốn trên ngang rồi cũng làm nhân sự như vậy hay sao? Trong khi đó, điều 47 đã ghi rõ rằng tổ chức đảng viên và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh mà phá ngang như thế được hay sao? Dư luận trong và ngoài nước cũng đang chờ đợi sự giải thích triệt để từ Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này. Luật sư Trần Quốc Thuận nói sau khi nêu kiến nghị, ông đang chờ đợi tổ chức có thẩm quyền phúc đáp ý kiến của ông. Ông nói như sau. Thành ra tôi đã chính thức kiến nghị với đồng chí có thẩm quyền, có tư cách trong một cuộc gặp đầy đủ, và đồng chí đó đã nói rằng tôi sẽ ghi nhận ý kiến của đồng chí và tôi sẽ báo cáo lên trên. Bây giờ tôi với tư cách là người có ý kiến kiến nghị đang chờ báo cáo và giải trình bằng văn bản để giải thích tại sao lại có câu chuyện như thế. Đây là hình ảnh ông luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam. Điều lệ Đảng là giường mối, và tôi đã nói rằng các đồng chí ngồi ở đây có mặt ở đây, ai cũng biết rằng nhờ cái điều lệ Đảng chúng ta mới gắn bó ở lại đây, mới có tư cách ngồi ở đây cho được, nhờ thế mà hình thành tổ chức của Đảng được. Vậy mà bây giờ điều lệ Đảng muốn bỏ qua hay tùy tiện như thế thì nó rất bất bình thường. Một điều tôi phải nhấn mạnh là chưa từng có. Điều lệ Đảng đã có quy định rất rõ ràng là khi nào có thể sửa, sửa như thế nào và cũng phải được chấp hành. Và tôi xin nhấn mạnh thêm là đảng viên cũng có quyền thảo luận về sửa điều lệ Đảng. Vậy mà bây giờ cả nước có trên 5 triệu đảng viên, Đại hội 13 lại tuyên bố rằng đại hội này không sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Mà trong tài liệu mà tôi có trong tay, các hội nghị 12, 13, 14 và 15 khóa 12 đều không có một câu khi nói về công tác xây dựng Đảng, đều chốt một câu cuối cùng nói rằng không sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Song ra đại hội lại có trường hợp nhân sự được cơ cấu và bầu với số nhiệm kỳ trái với điều lệ như thế thì rất bất bình thường. Mà một đại hội, một đảng có tổ chức tự nó nói là chặt chẽ để có một chuyện như thế xảy ra là nguy hiểm, rủi ro lắm. Còn dưới góc độ pháp luật, điều lệ Đảng chính là luật của tổ chức đảng, phái chính trị ấy. Nhưng mà một quyết định ban hành mà không có căn cứ, trái luật như thế thì ai cũng biết rằng những người đứng đằng sau quyết định đó để ban hành thì lẽ ra phải đụng phải những chuyện xử lý như thế nào. Đó là điều mà Đại hội 13 này đã để lại nhiều vấn đề, mà nổi bật là vấn đề đó, cho nên đã tạo nên một sự băn khoăn. Tuy rằng bây giờ người ta đang đẩy mạnh việc chống COVID-19, nói lớn tiếng về đủ mọi thứ thắng lợi to lớn này kia,
nhưng tôi và nhiều người vẫn đang chờ một sự trả lời chính thức và rõ ràng của Trung ương Đảng và cấp có thẩm quyền và liên đới trách nhiệm về kiến nghị mà tôi đã nêu công khai ở hội nghị đó trước mặt nhiều người. Nếu có sai phạm xử lý thì như thế nào? Câu hỏi cũng được đặt ra. Khi được hỏi nếu phát hiện ra đại hội có vi phạm điều lệ đảng như đã được phân tích, liệu vấn đề xử lý có đặt ra hay không và nên xử lý như thế nào, luật sư Trần Quốc Thuận đáp như sau. Về chuyện chịu trách nhiệm thế nào, rõ ràng ai cũng đều biết ở Việt Nam lâu nay chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền. Mà đảng cầm quyền này không những chỉ có quyền trong đảng mà có quyền trong chính quyền và có quyền trong nhiều chỗ nữa. Cho nên việc chính đảng cầm quyền bị xử lý khi có sai phạm thì gần như là rất khó. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng già nua và rất ốm yếu phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội 13 sau khi ông ngồi chiếm trệ thêm một nhiệm kỳ thứ ba nữa, hoàn toàn trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn chuyện tự sửa đổi, tự xử hay là công luận đang chờ, bởi vì chính cụ Tổng, tức là ông Tổng Bí thư đi nói với nhiều nơi mà đi nói với lại nhiều lần là chúng ta phải làm gương. Vậy Tổng Bí thư là người có trách nhiệm cao nhất trong đảng thì cần phải làm gương nghiêm chỉnh chấp hành của điều lệ đảng. Chính cụ Tổng nói rằng phải làm gương nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, đường lối, chủ trương, nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, phải làm và sống mẫu mực, danh dự là chính, còn tiền bạc, quyền lực không là cái gì, vân vân và vân vân. Thì tôi cho rằng những vị đã đứng sau quyết định dàn xếp cơ cấu bố trí và bầu bán nhân sự ở Đại hội 13 như thế thì phải suy nghĩ xem như thế là phải giải quyết như thế nào, vì theo tôi đó là một quyết định trái pháp luật, không có căn cứ pháp luật, mà nói là cái gì thì ai cũng đã biết và có lẽ những người đó phải tính và theo tôi là phải tự xử. Nhân đây tôi cũng đề cập thêm một khía cạnh nữa mà lẽ ra bên liên quan tới pháp quyền, tới pháp luật và trong hội luận bàn tròn hôm thứ Năm sau khi Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã đề cập các khách mời học giả tham dự thảo luận đã bình luận về phát biểu của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam về việc xử lý chiếc vali có nhiều triệu đô la mà ông nói công khai với truyền thông và báo giới sau khi bế mạc đại hội. Theo tôi, không có chuyện đem tiền hối lộ đến công sở rồi sau đó lại được chỉ đạo gói ghém lại mang về như thế là như thế. Câu nói như thế theo tôi là trái luật, không được chấp nhận được dưới góc độ nhà nước pháp quyền và hoàn toàn trái luật. Tôi đồng ý với học giả tại hội luận nói rằng lẽ ra là phải bắt ngay nộp cho chính quyền, chứ không thể nào để cho việc mang tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà được xử lý như thế rồi lại tự biểu dương như thế. Đó là một sự tốt, tôi cho rằng đó là hành động trái luật, vi phạm pháp luật, vi phạm hình sự, thuộc về vi phạm điều chỉnh xử lý của pháp luật hình sự. Sao mà có thể ca ngợi hay tự ca ngợi cho được? Cái đó là không ai có thể chấp nhận được. Đây là hình ảnh ông cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã lừa bán AVG cho Mobifone hưởng lợi 6.000 tỷ đồng và hối lộ hơn 3 triệu đô la. Thế nhưng chỉ bị xử có 3 năm tù, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng tự ca ngợi vụ này là một thắng lợi lớn. Luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng có một số vấn đề về tiêu chuẩn nhân sự mà theo ông vị trí số 1 trong tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu trong Đại hội 13 vừa qua đã phải đối diện. Ông nói như sau. Trước hết, tôi thấy rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tái cử đã vướng vào 3 vấn đề mà tạm gọi là 3 cản trở. Cản trở thứ nhất và đứng số 1 là điều lệ đảng, mà cụ thể là điều 17, mà quy định nói rất rõ rằng đồng chí Tổng Bí thư không được làm quá 2 nhiệm kỳ liên tục. Điều thứ hai là trường hợp đặc biệt quá tuổi thì đã mấy lần đặc biệt rồi, bây giờ đặc biệt để ngồi tiếp ghế Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Và cái thứ ba là vấn đề về sức khỏe, mà trong điều kiện ra ứng cử lần này, tiêu chuẩn, tiêu chí của đảng và quyết định của Bộ Chính trị đề ra là có đến vấn đề về sức khỏe. Ứng viên phải đảm bảo sức khỏe, phải đảm bảo thế nào để được đầy đủ và làm việc cho đầy đủ được. Cho nên người ta đặt vấn đề và đòi hỏi đồng chí lãnh đạo trong tình hình đất nước như thế này, phải đi đây, phải đi đó, phải đi tỉnh này, địa phương kia, phải đi thị sát, phải trực tiếp nghe tiếng nói của dân, nhìn bằng ánh mắt đời sống của dân và cuộc sống của mọi người để coi thực tế thế nào mà đặng từ đó có chủ trương sát sao và phù hợp thì mới được. Chứ không thể nào mà làm theo lối kỹ thuật số, ngồi một chỗ rồi bắt điện thoại lên, rồi nói qua nói lại, đang chống dịch thì có thể không nói làm gì. Nhưng bình thường người ta đòi hỏi phải làm như thế. Vừa qua, trước Đại hội Đảng lần thứ 13, người ta thấy ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đi đây đi đó,
tiếp xúc với hàng chục, hàng trăm cuộc, tiếp xúc với hàng loạt tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và quần chúng, giới này, giới kia. Như vậy thì mới là lãnh đạo chứ, chứ lãnh đạo mà cứ ngồi một chỗ như thế nào. Cho nên riêng cái đó cũng phải suy nghĩ. Có những lúc có những người ca ngợi rằng người là thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo tức là con trời, thiên tử đó. Cho nên câu chuyện đó rất đáng suy nghĩ, mà nhất là người ta chưa bao giờ nói ra và cũng tỏ ra rằng coi danh giá, danh dự là lớn, thì cái đó nên tự nghĩ cho mình. Và tôi nghĩ chắc chắn cũng phải suy nghĩ chứ. Bây giờ tình hình đất nước như thế này mà mình cứ ngồi một chỗ, không đi được đâu hết vì lý do sức khỏe. Đây là hình ảnh sau lần đột quỵ tại Kiên Giang hồi tháng 4 năm 2019. Ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững phải có người đỡ. Rõ ràng muốn đi nhưng không thể đi được thì cái đó rõ ràng là thực tế rồi. Và thực tế có những đòi hỏi bây giờ ra đi vô lanh quanh rồi đọc diễn văn mà đứng, ngồi một chỗ thì vẫn còn được. Nhưng dân người ta yêu cầu là phải đi địa phương, phải tới các vùng miền để gặp gỡ, tiếp xúc. Thì cái đó tổng thể lại so với chuyện nhân sự có tùy tiện với điều lệ đảng hay không như trên thì các vị phải tự xử thôi. Dân và cán bộ, đảng viên người ta biết hết đấy. Cái đó là giá trị cao quý nhất. Đó chính là phẩm giá, cái đó còn gọi là danh dự. Mà mọi người ai cũng phải ra đi. Tuổi này rồi cũng phải ra đi. Tình cờ mà tôi với cụ Tổng Bí thư là cùng tuổi, tức là sinh năm 1944. Cùng tuổi đời và cùng tuổi đảng, nhưng mà tôi tự thấy sức khỏe của tôi cũng lết bết rồi đấy. Thì không biết là phải làm sao bây giờ? Câu hỏi xử lý làm sao? Tôi cho rằng cái tốt nhất là tự xử mà thôi. Các vị trí khác trong và ngoài tứ trụ thì được dân thiên hạ trong và ngoài nước đánh giá như thế nào? Nhân dịp này, cựu phó chủ nhiệm văn phòng thường trực văn phòng Quốc hội Việt Nam cũng bình luận về một số phương án nhân sự khác trong và ngoài tứ trụ được cơ cấu, quy hoạch hay bầu chọn qua đại hội 13. Ông nói tiếp như sau. Trước hết, hai trường hợp nhân sự ngoài tứ trụ được thông báo ở vị trí mới ngay sau đại hội là các ông Võ Văn Thưởng, nay là thường trực ban bí thư, và thứ hai là ông Trần Tuấn Anh được cắt cử làm trưởng ban kinh tế trung ương đảng. Thì tôi cho rằng động thái này nằm trong ý đồ mà người ta muốn nhanh chóng ổn định, khẳng định kết quả của đại hội. Mà trong đó nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức và biết đâu sắp tới họ sẽ họp quốc hội và họ tiến hành bàn giao chính quyền liền. Và đó cũng là một cách mà thức mà họ muốn nhanh chóng cho mọi việc an bài. Đây là hình ảnh khẩu hiệu lớn nổi bật trong đại hội: đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển. Để cho đâu vào đấy, dư luận không còn bàn ra tán vào thắc mắc gì nữa. Không đòi hỏi phải thế này, phải thế kia. Thì cái đó phải góc độ chính trị là như thế. Còn nghe nói là còn phân công mấy người trẻ nữa làm trưởng ban tổ chức, ban này, vụ kia, vụ nọ. Nhưng đại lược, ý đồ theo tôi là như thế. Một trường hợp khác là ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, được đưa vào Bộ Chính trị và có ý kiến nói là sẽ được cơ cấu và lãnh đạo ban nội chính. Cần chờ thêm thời gian để rõ, nhưng người ta chắc nhiều tới việc ông vì liên quan đến giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Hiện nay vụ án đó như vậy, nhưng nếu nó được lật lại, khơi lại mà nếu kết luận lại khác đi, thì khi đó công luận sẽ có thể đặt vấn đề thêm với ông ấy. Tôi cũng được hỏi về mấy vị khác được dự kiến sắp xếp vào các ghế còn lại trong tứ trụ, thì tôi cho rằng mấy cái đó là sự sắp xếp của mấy ông lãnh đạo cao nhất rồi. Người ta cũng đã có phổ biến trong các hội nghị, các báo cáo kết quả sau đại hội. Nhưng trước đó người ta cũng có ý kiến là để ông Nguyễn Xuân Phúc làm tiếp một nhiệm kỳ Thủ tướng Chính phủ, rồi bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vậy. Thêm một nhiệm kỳ Chủ tịch Quốc hội hay bà ở lại tứ trụ thì cũng hay. Nhưng bây giờ tình huống đã thế này rồi, cho nên trong các nhân sự tứ trụ đó thì cụ Nguyễn Phú Trọng, tôi đã nói ở trên, còn có ba người, đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Thì người ta đang nói nhiều đến chuyện trong những nhân vật đó cần quan tâm đến chuyện ba đặc khu và chính sách đặc khu Vân Đồn, Vân Phòng và Phú Quốc. Mặc dù Quốc hội Việt Nam đã từng bác đi, nhưng dường như trong đó còn có một tác giả hay đồng tác giả và công luận đang quan tâm và suy nghĩ là liệu chính sách đó có trở lại dưới hình thức nào đó hay không. Tuy nhiên, tôi nhắc lại là các phương án trên đã phổ biến ra toàn quốc rồi, rằng với các cán bộ lãnh đạo cao cấp đó thì mấy ông làm các chức vụ như thế và dường như là chắc chắn mất rồi. Luật sư Trần Quốc Thuận đã nói như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa
Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 2 năm 2021 với bản tin Luật sư Trần Quốc Thuận hỏi vì sao Đại hội 13 không sửa điều lệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.